Dạ rồi mấy anh chị, hôm nay là ngày thứ năm đó thì chương trình Thế giới phụ nữ như thường lệ đó, nhưng mà mình thay mặt Dung đang có mặt ở Việt Nam đó. Mình muốn giới thiệu một cái người guest speaker tối hôm nay, chị Trần Bích Nga đó. Là nếu mà mấy anh chị có thể vào Facebook thì mấy anh chị có thể thấy là cái title mà chị viết đó, mấy anh chị, đó là Life Coach. Thì có thể nói về cái khái niệm về coaching ở Việt Nam tương đối cũng còn mới đó. Nhưng mà mấy chị có thể là search và tìm đó, thì mấy chị sẽ thấy khám phá thêm mấy chị về một cái ngành tương đối mới đó. Và có thể nói chị Bích Nga là một trong những người tiên phong trong cái vấn đề coaching ở Việt Nam. Mình có dịp gặp chị Nga hồi năm ngoái trước khi mà Nu Skin mở cửa thị trường Việt Nam đó. Thì một cái ấn tượng mấy chị, tức là một cái người dày dặn kinh nghiệm, chị cũng đã từng ở trong cái ngành bảo hiểm lâu đấy. Và không những thế, cái vấn đề thành công ở đây mấy chị, chị đã trải qua nhiều ngành nghề khác nhau. Và chắc chắn là qua cái đây là một cái mẫu người phụ nữ thành công mấy chị. Thành ra hôm nay đó thì mình cũng muốn giới thiệu với mấy anh chị trong cái chương trình Thế giới phụ nữ đó, để chị Nga có thể chia sẻ về cái cuộc đời của chị, hay là chị sẽ chia sẻ thêm một vài cái suy nghĩ, cái cảm nhận về cái cơ hội với Nu Skin nó như thế nào đó. Và một số mấy anh em mình ở Mỹ, mấy anh chị, một số mấy chị em ở Mỹ thì có thể làm, thứ nhất là mình làm quen với lại một cái chị Bích Nga là một người phụ nữ ở Việt Nam đó. Và trong tương lai mấy anh chị chắc chắn là mấy anh em mình cũng có dịp mà gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau đấy. Là trong cái tinh thần đó đó thì hôm nay mình cũng mời chị Bích Nga ở đây đó để chị có thể chia sẻ. Và chắc chắn mấy anh chị, đây chỉ là một cái lần đầu tiên mấy anh em mình làm quen qua cái chương trình conference call đó. Và sau đó thì nếu mấy anh chị có dịp về Việt Nam, hay là chị Bích Nga có dịp qua Mỹ đó, thì mấy anh chị sẽ có dịp học hỏi thêm đấy. Thành ra trước khi bắt đầu đó thì mình cũng thứ nhất là cảm ơn chị Bích Nga. Chị là một trong những người Ruby Executive đầu tiên của Việt Nam, và có thể nói là đây chỉ là cái bước bắt đầu đấy. Cái tương lai còn rất dài mấy anh chị, cái đường tương lai nó còn rộng mở, và đặc biệt là năm 2013 đó. Thành ra xin mấy anh chị, mình biết là nếu mà cho Trần phó tay thì chắc không nghe đâu, nhưng mà để xin mời chị Nga. Thứ nhất là chị Nga, chị giới thiệu dạ. về chị chút xíu nha. Mình có dạ, trong cái conference call đó là dạ. chương trình Thế giới phụ nữ thì phần lớn là phụ nữ, nhưng mà mình có mấy phụ nam nhiều lắm. Mấy phụ nam dạ. Mấy phụ nam vào nghe lén dạ. rất đông. Thành ra có thể là chị bây giờ đó, chị bắt đầu bằng cái là lời chị tự giới thiệu về chị trong cái những năm trước chị làm về ngành nghề gì đó, rồi sau đó thì mấy anh em mình, chị em mình có thể nói chuyện tiếp. Ok, chào. Anh cứ hỏi từng trạng một. Vâng. Xin chào các anh chị. Vâng, là buổi Thế giới phụ nữ, nhưng mà nghe anh Đi nói là có rất nhiều anh, thành ra mình xin chào các anh chị trong cái buổi webinar ngày hôm nay. Thì cũng cảm ơn anh Đi với chị Dung tin tưởng giới thiệu. Mình là Trần Bích Nga. Cái công việc gần nhất đó, tức là mình có hơn 30 năm trải qua tới 18 nghề khác nhau. Còn cái nghề mà network marketing của Nu Skin này, mình nghĩ đó là nghề thứ 9 thì chắc là vậy thôi, chứ không có thay đổi nữa. Thì cái nghề mà gần nhất của mình, trong lúc mà mình đi tìm kiếm cái cơ hội đó, thì cái nghề mà gần nhất của mình đó chính là đi huấn luyện kỹ năng trẻ, cho các cái bạn trẻ kỹ năng mềm. Nó gọi là life coach. Thì ở Việt Nam, như anh Đi nói là cái ngành này thì rất là mới. Mọi người hỏi chứ huấn luyện viên cuộc sống là làm cái gì? Thì thực ra cứ đơn giản là mình đi bơi thì mình phải tìm huấn luyện viên bơi. Còn trong cuộc sống thì nó không có bằng phẳng. Nó lên lên xuống xuống, hạnh phúc khổ đau, không xuống rồi lại. Thì những cái lúc mà gặp khó khăn như vậy đó, thì thông thường là người ta có cái người life coach, là người ta cùng ngồi xuống với các anh chị và các bạn cùng hỏi rất là nhiều, rồi các anh chị và các bạn có thể là nói, xong rồi cùng nhau bàn ra được một cái biện pháp gì đấy. Thì trải qua mà hơn 30 năm đó, nếu mà các anh chị và các bạn có thấy cái kim tứ đồ mà có 4 cái ô đó, thì mình làm qua 4 cái ô đó hết. Tức là lúc đầu đó là mình đi làm tốt nghiệp khoa hóa Đại học Bách Khoa, mình là kỹ sư hóa Đại học Bách Khoa, thì mình đi làm cho các cái công ty của nhà nước. Nhưng mà cái giai đoạn đó là mình rất là vất vả. Tức là lương thì nó, cái giai đoạn đấy của nước Việt Nam mình thì ai cũng vất vả, chứ không cứ cả mình. Thế nhưng mà sau đó thì đến một ngày kia mình có rất là khó sanh con, nhưng mà lúc đó mình sanh được con ấy thì công ty lại hết việc, thành ra là cho mình nghỉ việc. Thành ra mình thất nghiệp, mình không biết làm gì.
đó, thế mình mới đi xuống phía dưới của cái xưởng đó thì họ có xuất khẩu furniture, tức là bàn ghế mây, giường tủ, bàn ghế bằng mây các anh chị bằng gác tần đó, thì mỗi một container dư ra một cái ghế, dư ra một cái bàn, thì họ chất đầy ra. Thế mình mới nói với ông giám đốc là: ông giám đốc, có phải là ông muốn cho tôi nghỉ việc đúng không? Ông nói đúng. Vậy chứ bàn ghế này anh phải làm cái gì? Thế tôi cũng chưa biết làm gì. Như vậy mình nói là bây giờ nếu cho tôi nghỉ việc, tôi sẽ có một cái số tiền, thì anh bán rẻ cho tôi cái bàn ghế mây. Thế là tôi mang cái bàn ghế mây về nhà, và tôi nghĩ rằng đó, khi mà tôi bày ra trước cửa đó thì tôi sẽ bán được, và như vậy tôi sẽ có tiền để mà nuôi con hay là nuôi gia đình thì đại khái thế. Thì các bạn biết là 2 tháng trời không có một người nào hỏi tới cái bàn ghế đó hết. Mẹ mình mới nói là: thôi con ơi, mình không có cái khiếu về buôn bán đâu, tôi chắc là dẹp đi. Nhưng mà tôi nghĩ á, tại sao lại như vậy? Hàng thì tốt, tấm lòng mình tốt, vậy thì tại sao mình không bán được? Bây giờ mình lại cần tiền để nuôi gia đình. Thì tôi mới nhớ ra cái nghề này các bạn, đó chính là cái nghề của người Hoa. Tôi mới chạy xuống cái trường đua Phú Thọ, và tôi ngồi ở trong một cái cơ sở người Hoa mất 2 ngày. Ông hỏi là: ủa, cái chú này bây giờ mất rồi, tên là chú nào? Chú mới nói là: tại sao cô ngồi ở cửa hàng tôi lâu thế? Mới nói là: chú ạ, cháu nói thật với chú là cháu thực ra là cháu muốn mời chú về nhà cháu chơi. Ông hỏi: tại sao mà tôi lại phải về nhà cô chơi? Đấy, đấy, nếu mà chú về nhà cháu chơi đó, chú sẽ thấy là cháu hàng bàn ghế mây, nhưng mà cháu không có hàng, thành ra cháu nhờ chú đó cho cháu mượn bớt một số hàng lên cửa hàng bày ra, khi nào có đó thì mình sẽ gửi lại tiền chú, và cứ thế đi. Mình nói bật may vậy thôi, nhưng mà không ngờ ông ấy đồng ý các bạn. Và sau cái lần đó, chỉ trong 1.5 năm, từ một người không biết gì, tôi đã trở thành một cái cơ sở làm hàng mây che lá rất là nổi tiếng ở Hồ Chí Minh. Mà không, sau này nó phát triển lên đến nỗi mà không làm cho người Việt Nam luôn, chỉ làm cho người nước ngoài. Rồi phát triển lên cao nữa là không có làm hàng sẵn, mà chỉ có order thôi. Có nghĩa là cái lúc đấy nước mình có rất nhiều, Mỹ, Úc, Canada, gì các nước Tây Âu qua Việt Nam rất là nhiều. Và họ, mỗi lần họ sang thì họ lại không thích dùng đồ gỗ, họ lại thích dùng cái bằng mây. Như vậy họ mang cái cuốn catalog của họ đến cửa hàng mình order. Thì sau 2 tuần, 3 tuần đó, thì cái chuyến bành bồn xa cứ thế, cái việc nó phát triển rất là mạnh. Nhưng mà tôi cái hồi đó tôi làm chủ doanh nghiệp thì tôi nghĩ rất là được rồi. Các chị, hôm nay là cái buổi thế giới phụ nữ, thì đối với phụ nữ chúng mình đó, thật ra mình chỉ muốn ở nhà thôi, mình chỉ muốn nội trợ thôi, con cái thôi, thời trang thôi, shopping hay là đi chợ này kia nó vui thôi. Nhưng mà cái hoàn cảnh ở Việt Nam là các chị biết ý, là nếu như mình không có hành động đó, thì cái nhà mình cứ mãi mãi nghèo. Ông xã mình hồi đó là quân đội thì không có làm được gì cả, lương rất là thấp. Đó, thế là xong rồi có một cái buổi trưa này, tự nhiên có một cái người khách hàng rất lạ. Họ đi một cái xe Mercedes rất là đẹp, chị này rất là xinh, cao. Xong rồi cái người bán hàng đó gọi, mình mới về nhà, cái em đó nó gọi giật lại và nói rằng cái chị này bắt buộc phải gặp người chủ, nếu không thì chị không có chuyện. Mình mới nói: thôi em ơi, họ muốn mua đồ gì đó thì bán đại đi, chứ còn bây giờ cô không có qua nữa, mệt lắm rồi. Nhưng mà nếu các anh chị biết không, nếu hôm đó đó mà mình không quay trở lại cửa hàng thì có lẽ cuộc đời của mình á, bây giờ đã sang một cái nhà khác mất rồi, sẽ không có ngày hôm nay. Cho nên đôi khi cái sự may mắn trong cuộc đời nó đến rất là tình cờ. Khi mà tôi trở lại cửa hàng thì tôi gặp được cái chị này, hay quá chị ạ. Đó chính là phó tổng của tập đoàn bảo hiểm Prudential Việt Nam, mà hồi đó tôi không biết chị là ai hết. Thế là sau khi nói chuyện, chị mới nói rằng là: tôi có đồ mây mua của cửa hàng khác á, nhưng mà bây giờ nó bị hư, chị có sửa không? Thì nói theo nguyên tắc đó là chị phải nhờ bên kia, chứ tôi có bán hàng cho chị đâu. Nhưng mà nếu chị nhờ tôi sẵn sàng, nhưng tôi chỉ làm cho chị được 3, 5, 7, còn 2, 4, 6 tôi không làm. Chị hỏi: thế thì chị đi đâu? Nói: tôi đi học. Chị nói: cái gì? Một cái người phụ nữ 43 tuổi, lúc đó tôi 43 tuổi, có hơn 100 công nhân, tức là cũng tốt lắm rồi, có khoảng 5-6 cái vệ tinh, tức là những cái cơ sở họ làm hàng cho mình đó, rồi những người cung cấp hàng hoàn toàn không lấy tiền trước, do cái uy tín của mình thôi. Thì như vậy thì tôi nghĩ là được rồi, tại sao chị còn đi học vậy, chứ chị đi học cái gì? Thì tôi nói là tôi học thị trường chứng khoán. Thì lại càng giật mình, từ lúc đấy Việt Nam chưa có thị trường chứng khoán, học đó phải học cua của Mỹ. Có cái thầy Đặng Gia đó, thầy là cũng ở bên Mỹ về, xong rồi thầy dạy ở học viện ngân hàng đó. Cái bọn mình học tiếng Anh, mà sau này các bạn biết là cái series 7 của New York nó chẳng có sử dụng được gì ở tại Việt Nam hết. Nhưng mà để thấy là cái sự năng động đó, trong lúc mình đang làm nghề này là mình phải đi học. Chị mới hỏi là tại sao chị đang có một cơ sở tốt mà chị lại phải đi học. Thì nói là chị cũng biết đó, mỗi một doanh nghiệp thì nó lên rồi nó xuống, nó lên nó xuống. Một ngày kia tôi rất sợ tôi lại rơi vào cái cảnh không có việc làm nữa, thì lấy cái gì mà nuôi gia đình. Thành ra tôi nghĩ mà tôi còn nhiều giấc mơ lắm, có lẽ là tôi phải đi học. Thế là chị bảo là: thế tôi có đi học được không? Và được. Thế là chị cất cái xe ô tô đi, hai chị em đi vô lớp học. Và chị vô đó chị tìm ra những người có thể nói là nòng cốt nhất, những thành viên nào mà chị nghĩ rằng đó là những nòng cốt nhất của cái tập đoàn bảo hiểm Prudential Việt Nam. Thì chị tìm một hồi, chị tìm được có 3-4 anh, nhưng mà cái người mà năng động nhất thì lại là cái bà mặt mộc đứng bên cạnh chị, tức là tôi. Tức là chị tìm là những người cao ráo đẹp trẻ đang là giám đốc rồi ngân hàng rồi chủ doanh nghiệp mà phải đẹp cơ, còn nguyên tắc là người ta không lấy những người lớn tuổi.
trên 35 tuổi là người ta không lấy. Tôi là một trường hợp ngoại lệ. Thế thì các bạn biết là khi vô